Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 29 tháng 6 năm 2015. How are you today, anh Dũng? Xin chào anh Mai Phi Long, kính chào khán giả SPTN, khỏe anh. Tôi phải hỏi anh là sau 3 ngày anh huấn luyện là cùng với một số người khác nữa huấn luyện cho các phóng viên của SPTN thì anh thấy như sao? Thưa quý vị, là chúng tôi thấy rằng là có một cái sự rất là một cái niềm vui. Vâng. Rất nhiều anh em trẻ có cái tinh thần rất là cao, học hỏi và đặc biệt cái tinh thần phục vụ cộng đồng. Vâng. Tôi thì tôi thấy các anh chị em trẻ này có một cái lợi điểm là họ sử dụng cái kỹ thuật iPhone Internet rất là rành, thưa quý vị. Để mà họ bây giờ kỹ thuật rất là cao, không còn cái ngày kiểu ngày xưa mang máy to thì nữa, anh em họ làm. Họ rất là nhanh trong chuyện này, kêu họ quay, họ làm cái phim 3 phút hay là mấy phút, họ làm chớp nhoáng trong vòng 2 tiếng đồng hồ là họ có sản phẩm liền. Vâng, thì cảm ơn anh Long cũng như ban giám đốc đài SPTN đã tổ chức cái khóa huấn luyện cho phóng viên của SPTN ở các nơi về dự trong 3 ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật cuối tuần vừa qua. Và hy vọng những cái gọi là đầu tư này của đài SPTN sẽ làm cho các chương trình phóng sự của SPTN sẽ tốt hơn để phục vụ khán giả của SPTN chúng ta tốt hơn. Chắc chắn. Trong rất nhiều người trong chúng ta đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta có một bài học về hiến pháp của Hoa Kỳ với cái bài học là tám quyền phân lập: hành pháp, lập pháp và tư pháp. Và khi mà mọi chuyện chúng ta đều hiểu rằng đến một mức nào đó thì không giải quyết được ở dưới thì phải đem lên cái nơi mà cao nhất để phân xử cái chuyện của Hoa Kỳ, đó là tối cao pháp viện. Và chúng ta học là công dân Hoa Kỳ, chúng ta học được học là như thế. Nhưng trên thực tế, đối với những người mà có quyền thì họ có nhìn vấn đề giống chúng ta hay không? Câu chuyện liên quan đến phán quyết của tối cao pháp viện về chuyện hợp thức hóa hôn nhân đồng tính trên toàn lãnh thổ của Hoa Kỳ gặp những cái phản ứng từ một số các nhà chính trị gia. Câu chuyện ra sao anh Đỗ Dũng? Không chỉ một số các nhà chính trị gia mà một số tiểu bang luôn. À. Nhiều khi tôi nói trên đài này, thưa quý vị, luật lệ là tào lao. Cả luật lệ nằm trong tay kẻ có quyền. Một số quý vị không đồng ý với tôi bảo Đỗ Dũng nói vậy là không đúng. Nhưng đây là cái ví dụ điển hình nhất, không thể nào hay hơn cái ví dụ này. À. Và ngay tại nước Mỹ, một đất nước được coi là tôn trọng pháp luật, nhưng vẫn có những, tôi dùng kẻ gọi là phản lại luật pháp của nước Mỹ. Ví dụ hôm trước tôi đề cập tới cái chuyện ở Alabama, khi mà District Court ra lệnh cho phép hôn nhân đồng tính là đồng cưới, thì chính ông chánh án của tiểu bang ở Alabama này không cho. Thành ra một số nơi làm, số nơi không làm, nó confused. Và ông chả bị bắt gì cả. Là bởi vì sao? Ông có một cái khối đứng ở đằng sau ngầm ủng hộ trong làm bậy. Cái này là bậy chứ không có nói nhiều. Thì bây giờ qua cái phán quyết của tất cả pháp viện liên quan đến hôn nhân đồng tính, tất nhiên trong bất kỳ phán quyết nào cho xã hội dân chủ thì quý vị đều có người vui và có người không vui. Thì không vui á, anh lần này không vui thì thôi chấp nhận. Lần tới có khác anh vui thì người kia nó không vui, nó phải có qua có lại. Và cuối cùng là 9 vị thẩm phán tới cao pháp viện cũng đều là con người. Thế mà bây giờ đó, phán quyết cái này mà anh không đồng ý, bắt đầu anh ra làm. Và bắt đầu làm những chuyện là ngáng đường. Ví dụ ngày hôm qua, ông thống đốc Bobby Jindal của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Louisiana, ông này người gốc Ấn Độ, đã lên chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC, nói nặng ghê lắm. Bảo là mấy ông tối cao pháp viện, mấy bà tối cao pháp viện này không đọc tự điển. Tự điển, không đọc tự điển nói rõ ràng. Đây là cái là không đọc hiến pháp, không đọc tự điển. Tại sao tòa này chỉ không nói đơn giản là chúng tôi tôn trọng những quyết định của tiểu bang liên quan đến hôn nhân? Tại sao mấy ông lại phải lấy cái quyền này của tiểu bang? Bởi vì thưa quý vị, các vị này cho rằng quyền mà cấp giấy hôn thú là quyền tiểu bang chứ không phải liên bang. Nhưng mà ông Bobby Jindal chắc có lẽ là cũng đọc, khi mà học lịch sử Mỹ ông học cũng bị thiếu một vài chapter. Ông nói mấy ông này không, bà này không đọc hiến pháp, nhưng có lẽ là ông đọc mà ông không hiểu rằng tam quyền phân lập bất kỳ cái gì coi như là cái tối cao pháp viện nó gọi là above the law of the land, đó, tức là họ đưa ra và họ diễn dịch những cái điều khoản hiến pháp và những cái luật của liên bang đưa ra thì anh phải chấp nhận thôi. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ ông nói như vậy là để ông kiếm phiếu. Chứ ông này thì bây giờ cũng ra ứng cử tổng thống. Và ông hôm qua còn nói nặng nữa, ông bảo nên bỏ cái tòa đi, get rid of it. Chà, cái vụ này nặng này nha. Chưa có ứng cử viên nào đi mạnh như ông này, gọi là nặng nề lắm. Ra là ông cựu thống đốc Arkansas Mike Huckabee cũng chỉ nói là cái quyết định này do 5 luật sư của cái tòa tối cao làm chứ không phải do cái tòa làm.
Còn mấy ông khác thì tương đối chỉ bảo ô chống lại thôi, cái này là không được, cái này sẽ làm hại những cái cơ sở tôn giáo, đi lại niềm tin tôn giáo người ta. Cái này Thượng Đế đã quy định là người nam và người nữ, nói chung là đại đa số các ứng cử viên Cộng Hòa mà chống lại cái phán quyết này của Tòa Giáo Viện, họ đều dựa vào Kinh Thánh, đều dựa vào cái gọi là tôn giáo. Còn ông Bobby Jindal đi xa nữa và bỏ luôn cái tòa này, ông quên mất cái tòa này trong đó có Cộng Hòa Dân Chủ luôn. Ông tính là làm cái chuyện này, gọi là sửa luôn cả cái nước Mỹ và hiến pháp nước Mỹ nữa, bởi vì nước Mỹ nó ra đó ba tam quyền phân lập mà ông đòi bỏ cái Tối Cao Pháp Viện, thế thì loạn mà. Ông Bobby Jindal, thưa quý vị, ông ứng cử tổng thống nhưng hiện nay đó ông bị coi là outsider. Outsider thì không có cửa lọt vô, polling cho thấy ông chỉ có 2% đứng hàng chót trong số mười mấy ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ngày hôm qua ông bị ông phóng viên của đài chương trình Meet the Press hỏi, thế thì ông nói cái chuyện này có giống như năm 1967 khi mà Tối Cao Pháp Viện phán quyết cái chuyện mà cấm hôn nhân gọi là đa chủng tộc. Hồi đó thưa quý vị, miền Nam nước Mỹ có một số tiểu bang cấm hôn nhân khác chủng tộc. Thì năm 1967 Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra cái phán quyết đó, bảo là cái đó là vi hiến, người ta có quyền cưới nhau bất kể màu da là gì. Thì liệu cái này có giống như cái đó không? Bởi vì ông này là gì? Ông này người gốc Ấn Độ. Thì ông Bobby Jindal hơi quạo xíu, bảo hey, anh đừng có so sánh cái chuyện đó, cái chuyện đó là không được. À, đại khái là như thế. Có một số cái phán quyết bắt buộc là không có được kỳ thị. Vâng. Cũng như chúng ta có những cuộc tranh cãi về các business dựa trên cái quan điểm tôn giáo của họ, họ có thể refuse một số người. Nhưng về nói các tổ chức hoạt động cộng đồng, một tổ chức để mà phục vụ cho cộng đồng như một cái tổ chức tôn giáo chẳng hạn. Vâng. Thì họ nằm cái trường hợp đó như thế nào? Thì nếu theo cái quan điểm mà Dân Chủ của Hoa Kỳ, thưa quý vị, nếu mà không làm cái chuyện đó là chuyện vi hiến. Nhưng mà có một cái số chuyện trước khi đi qua những cái chuyện này, thưa quý vị, chúng tôi cũng nhắc lại với các quý thính giả, chúng tôi rất là cảm ơn anh Dũng đưa lại cái ví dụ mà cái phán quyết mà không hợp pháp cho những người khác chủng tộc được lấy nhau 1967. Vâng, tới 67 nó mới hết đó. Thì thưa quý vị, đây là một cái chuyện có lẽ rất nhiều người Việt Nam chúng ta không biết. Vâng. Rất nhiều người chúng ta không biết cái sự kỳ thị chủng tộc ở Hoa Kỳ nó đã trở thành những cái đạo luật và những cái luật nằm từ ngày trước cho đến khi người ta phá nó đi. Thí dụ như cái chuyện người phụ nữ được cái quyền đi bầu đến năm 1920 mới người phụ nữ mới được quyền đi bầu và sau đó người da đen. Và đến sau đấy cái chuyện mà hôn nhân khác giới là một cái chuyện vô cùng cấm kỵ các miền Nam ở tại Hoa Kỳ. Cho nên thưa quý vị, nếu mà chúng ta không biết những cái lịch sử đó thì chúng ta không thể nào hiểu rằng tại sao có những phong trào đấu tranh đòi nhân quyền và những cái vấn đề của người da đen nó kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Đòi dân quyền này, dân quyền. Đòi dân quyền. Dạ. Thì cái chuyện đó nó kéo dài cho đến ngày hôm nay, nó có một cái lịch sử rất là dài và rất là thương đau. Vâng. Nó không có đơn giản như chúng ta ngồi chúng ta học bài học để trở thành công dân Hoa Kỳ, mà chính những người mà đang là cầm cân nảy mực ở tại Hoa Kỳ bây giờ, hiện tại bây giờ, lại là những người không chịu đọc lại cái bài học. Tại vì sao vậy? Vâng. Quý vị, phần lớn nhiều người trong họ sinh ra họ nghiễm nhiên là công dân Hoa Kỳ. Vâng. Họ không cần phải học cái bài học như người Việt Nam chúng ta. Vâng. Vào đây Hoa Kỳ chúng ta học những cái bài học đó. Trong cái lời cái nói chuyện của ông thượng nghị sĩ Texas, ông Ted Cruz, ông nói rằng là không thể nào mà ép buộc những cái người nhân viên làm việc ở trong các cơ quan chính quyền vì cái niềm tin tôn giáo của họ, họ phải làm hôn nhân cho người đồng tính. Thì đến chuyện này chúng ta thấy rằng là ông này không có luôn cả cái quan không hiểu hiến pháp, không hiểu hiến pháp và không hiểu luôn cả cái chuyện mà dân quyền, thế quyền. Vâng. Và giáo quyền, rồi cũng như cái chuyện hệ thống dân chủ mà quý vị chúng ta người Việt Nam chắc chắn là các quý vị đều biết là chúng ta học rất là thuộc lòng cái chuyện mà cuộc cách mạng Pháp năm 1789, hồi từ cái hồi thế kỷ khai sáng, từ Voltaire, Montesquieu đã viết những cái luận văn cho thấy rằng là tách rời thế quyền với giáo quyền ra. Vâng. Nhưng mà các ông này ở ngay cột vô, Mỹ, cột vô trở lại, và các ông này đang sống thế kỷ 21. Vâng. Các ông này lại cột vô cái chuyện đó vào trở lại. Thì thưa quý vị, cái chuyện học hiến pháp và tôn trọng luật pháp đúng như anh Đỗ Dũng nói thì nó có thật sự nó có ý nghĩa gì không? Cho đến giờ này các ông này, và sắp nữa chúng tôi sẽ đưa cho thêm cho quý vị một số người còn đi xa hơn. Vâng. Nữa, không những là các ông chính trị gia này chỉ là bằng lời nói thôi. Vâng. Còn có những người họ đưa ra những cái lệnh luôn. Vâng. Bên Mississippi thì kẹt hơn. À, Mississippi thì thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp ở đây ra hẳn một cái văn bản luôn
yêu cầu ngưng lại. Đây, cái người này đọc, quý vị sẽ nghe. Cô Giannopoulos này đọc cái thông báo của bên Mississippi. Và trước khi cái thông báo được đưa ra thì có 3 cặp đã làm được kịp làm được cái hôn thú. Đã. Thì đến cặp thứ tư bị ngưng lại. Và đây là cái cô tóc vàng với cô tóc đen này là hai người đến nơi thì nhận được cái thông báo này của Bộ Tư pháp của Mississippi và yêu cầu ngưng lại. Bởi bên Mississippi đó, đúng là mấy ông này phá làng phá xóm. Ông tự nặng chuyện đâu. Không, không, không. Nó như thế này, nó như thế này. Khi mà người ta không đồng ý đó, nhưng mà cái này cũng là dân chủ. Hả? Người ta không đồng ý thì tìm mọi cách mà hợp pháp mà ta làm. Bởi vì bên Mississippi đó đang có một vụ kiện và liên quan đến cái tòa FIP, cái tòa số 5 của Appellate Court ở đó. Thì cái tòa này đó thì đang yêu cầu, đang được yêu cầu là phải ra phán quyết về cái chuyện có cấm hôn nhân đồng tính ở tại Mississippi hay không. Thì bây giờ mấy ông ở Mississippi bảo mặc dù tối cao pháp viện phán như thế, nhưng chúng tôi ở đây vẫn đang có một cái case đang pending, đang chưa xử xong ở tại cái tòa kháng án. Thì bây giờ phải chờ đó, khi nào cái tòa kháng án nó đưa ra thì chúng tôi cho quý vị làm hôn thú ngay. Tức là nói chung là trì hoãn cái chuyện này lại. Họ thừa nhận là cuối cùng chúng tôi cũng sẽ làm thôi, nhưng mà giờ chúng tôi có quyền trì hoãn. Thì những cái người mà hôn nhân đồng tính ở bên Mississippi họ rất bực cái chuyện này. Thì tôi không hiểu là mấy người này dựa trên cái gì. Chỉ theo như tôi hiểu, khi mà phán quyết tối cao pháp viện đưa ra hôm thứ Sáu, tức là nó cancel, nó hủy bỏ tất cả những phán quyết trước đây mà ở dưới mà đi ngược với phán quyết của tối cao pháp viện, thì không biết về mặt luật pháp là nó có cancel luôn, hủy bỏ luôn những cái mà đang xử hay không. Thì Mississippi họ dựa vào cái chuyện này. Thì nói chung ra đây đó là bây giờ một số tiểu bang miền Nam, mà quý vị biết miền Nam nước Mỹ cái thời mà nội chiến đó, là họ chống được cái chuyện giải phóng nô lệ. Thành ra mới có cuộc nội chiến từ năm 1861 đến năm 1865, chết mấy trăm ngàn người, và nó đẻ ra cái chuyện mà lá cờ miền Nam mà mới đây là nó lùm xùm ở tại South Carolina và các tiểu bang khác. Thì bây giờ người ta đang lo là đây có thể là một cuộc chiến mới giữa các tiểu bang miền Nam và tiểu bang miền Bắc cũng như miền Tây Hoa Kỳ. Y chang người đó, hồi xưa là chiến tranh nô lệ để giành nô lệ, bây giờ chiến tranh về mặt pháp lý giữa những cái người mà ở Washington DC, những cái phán quyết đó từ Washington DC đến đối với các tiểu bang miền Nam. Quý vị nên nhớ, mặc dù nội chiến đã chấm dứt 150 năm, nhưng những người miền Nam họ vẫn có những cái gọi là lòng tự hào họ, và họ vẫn luôn luôn coi là mấy cái ông mà miền Bắc, miền Tây là cái thứ gì đâu á. Đặc biệt miền Tây là mấy anh di dân. Chúng tôi không chơi mày. Hồi đó đâu có cho cưới nhau mà gọi là khác chủng tộc đâu. Mãi năm 67, phán quyết tối cao pháp viện đưa ra mới hết. Quý vị thử tưởng tượng coi, hồi đó cái người da đen, người ta không đấu tranh cho đó, làm sao con cái chúng ta ngày hôm nay có thể lấy người Mỹ, lấy người Hoa, lấy người Đại Hàn, lấy whatever chúng ta theo hôn nhân. Mà mấy ông buồn cười lắm. Hồi đó mấy ông cấm hôn nhân gọi là khác chủng tộc. Chúa đâu có nói là khác chủng tộc không được lấy nhau. Bây giờ mấy ông lấy Chúa ra, lấy Thượng Đế bảo là Thượng Đế bảo chỉ giữa con người và giữa người nam và người nữ. Không, Chúa nói là để mà sinh sản. Đã, để mà bây giờ lấy nhau mà không sinh sản đã, thì không nên lấy nhau. Thì đã, những đã. Người lấy nhau mà không có con thì nên đi dị với nhau, phải không? Vâng. Thì cái những người bảo thủ hiện nay đó họ bị trouble trong cái chuyện này. Họ bị trouble trong cái chuyện mà lập luận trong chuyện này. Và như anh Long nói đó, họ cột cái tôn giáo vào với cái chuyện mà thế tục nhân, của họ. Thế tục của họ. Như ông Ted Cruz ông bảo đó, hay là như ông Paxton ông bảo đó, những ai mà cấp cái hôn thú cho người hôn nhân đồng tính mà cảm thấy đi ngược lại với cái niềm tin mình thì có quyền cấp. Cái đó là sai hiến pháp. Anh cảm thấy cấp không được, nó đi ngược lại, anh đừng đi làm nữa, ở nhà. Ở nhà! Vì anh không đưa tức là anh vi phạm, bởi vì lệnh bắt anh phải đưa, nhiệm vụ anh phải đưa, make sure hai người đó độc thân tại chỗ. Anh không đưa là anh vi phạm luật, đó là theo thế quyền. Còn nếu nó ngược lại tôn giáo của anh, quit job, ở nhà. Rất có nhiều người làm như vậy. Quý vị thấy biết không, ở Mỹ này có những người, người ta không tin tưởng hệ thống giáo dục của Mỹ. Nó cứ biết mấy bà dạy tào lao, họ cho con ở nhà homeschooling, no problem. Đâu có sao. Tại sao quý vị cột cái chuyện này vô? Ở đây không bênh, không chê ai hết, nhưng chúng ta phải hiểu cái bài học hiến pháp nước Mỹ và luật của Mỹ như thế nào. Chúng ta đến nước này là vì nó tôn trọng luật pháp. Bây giờ các tiểu bang miền Nam mà làm như thế, quý vị thấy nó loạn, loạn, loạn và loạn. Mà tôi đã nói hoài cái vụ Alabama, rồi bây giờ đến các tiểu bang này nữa. Thành thử ra là
Đó là bài học cho chúng ta. Chúng ta phải để ý cái chuyện này. Và nhưng mà quý vị nên nhớ là các tụi em miền Nam nha, Mỹ chẳng à. Mà chúng ta mà làm là hốt ổ đó, hốt ổ đó, đúng không anh? Cái chuyện này cũng quý vị thế, chắc chắn là quý vị ai trong chúng ta cũng biết cái chuyện là cái nền tảng luật pháp Hoa Kỳ, cái thủ và cái thủ tục tố tụng dựa vào án lệ. Khi mà cái tòa trên mà đã xử một cái chuyện nào hay là một cái tòa nào đã xử chuyện gì, tất cả mọi người đi theo cái án lệ đó. Và bây giờ cái tòa tối cao nhất của Hoa Kỳ đã xử cái chuyện này, bình thường trong tất cả các chuyện khác là nó vô hiệu hóa tất cả các ruling mà ở tòa dưới làm, và tất cả chuyện đang làm đi đều đi theo cái phán quyết của cái tòa trên. Và bây giờ cái tòa lớn, cái tòa cao nhất của Hoa Kỳ đã quyết định chuyện này, nhưng mà ông tòa dưới Mississippi ok thôi, phải đợi. Phải đợi cái tòa ở dưới đây nó lift cái này. Có nghĩa rằng là họ sẵn sàng đi ngược lại một toàn bộ cái truyền thống mà practice, gọi là thực hiện cái thực thi cái luật pháp ở tại Hoa Kỳ từ xưa đến giờ, bởi vì cái quan điểm của họ. Cho nên thưa quý vị, chúng ta thấy trong tất cả chuyện này không phải là chúng tôi nói về cái chuyện mà thiên về phía đồng tính, chúng ta nói về cái chuyện luật pháp. Luật pháp ở đây nó không giống như chúng ta nghĩ rằng là luật pháp viết ra như thế là mọi người đi làm theo nó là công lý, không có vấn đề được đặt ra ở đây. Như bao nhiêu lần chúng tôi được nhắc, chúng tôi cũng được các ông thầy kia nhắc, ông thầy của chúng tôi nhắc rằng là vấn đề là cái người nào có cái quyền truy tố trong thế tay thôi, chứ không phải là cái luật pháp mà đang có, đang được viết ra, ai là người có quyền truy tố cái chuyện đó. Thành và cái trong cái chuyện này, nếu mà móc về tôn giáo thì quý vị cũng, chúng ta cũng lại suy nghĩ, ủa tháng 9 sắp tới đây Đức Giáo Hoàng đến Philadelphia giữ cái đại hội gia đình thế giới, là gia đình thế giới, trong ngày hội gia đình thế giới, tổng giáo phận của Philadelphia cho phép các gia đình đồng tính đến đó và gặp Đức Giáo Hoàng. Thì bây giờ cái chuyện này các ông lại cột lại, là trói tay Đức Giáo Hoàng nữa anh. Thực ra thưa quý vị, thành thử tôi nói nhiều lần, luật pháp là tào lao, xin nhắc lại là tào lao, mà đây là nó rõ ràng, quý vị thấy không? Vấn đề là gì? Đúng như năm nói, ai có quyền truy tố, và như tôi nói, ai nắm quyền trong tay là người đó làm luật pháp, bất kể luật pháp viết như thế nào. Alabama chống lại phán quyết của tòa district trong vấn đề hôn nhân đồng tính. Mấy ông bà dân biểu chống lại cái chuyện mà gọi là người ta quay hàng rào ở đài tưởng niệm chiến tranh thế giới thứ hai trong vụ đóng cửa chính phủ liên bang 16 ngày. Rồi bây giờ tới các tiểu bang miền Nam chống lại tối cao pháp viện. Thậm chí cái ông thống đốc Bisondo còn nói, get it ra vịt, dẹp 9 người này đi. Thế thì năm 2000 khi tối cao pháp viện phán quyết ngưng đếm phiếu ở Florida, cuối cùng ông George W. Bush thắng cử. Thì... ai nói gì không? Cái đó có đi ngược lại hiến pháp không? Nếu xét cho cùng cũng ngược hiến pháp luôn. Bởi vì tổng thống do dân bầu lên chứ không phải do quyết định của tối cao pháp viện. Quý vị thấy không? Thì nói chung ra gì? Cái nào có lợi chúng tôi im. Không có lợi chúng tôi là luật pháp tào lao hết. Đơn giản là như thế. Và bài học của chúng ta là quý vị, chúng ta đừng có tin bất kỳ quốc luật, không có cái luật pháp nào là chân lý thưa quý vị. Bằng. Chúng ta muốn làm cái gì mà có lợi cho chúng ta phải đấu tranh cho bằng được cái chuyện đó nó trở thành luật pháp, và chúng ta keep cái chuyện đó, bởi vì không phải cái đạo luật nào nó cũng nằm đó vĩnh viễn. Người ta sẽ thay đổi và chúng ta phải làm sao để giữ những cái điều mà nó có lợi cho chúng ta. Đó là cái trò chơi luật pháp ở tại Hoa Kỳ, không có luật pháp nào mang tính chất chân lý cả. Trước khi đi qua một số tin tức thường nhật, xin cập nhật với quý vị một số phán quyết của tối cao pháp viện. Thưa quý vị, sáng nay tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra một số phán quyết liên quan đến đời sống chúng ta cũng như một số chuyện, nhưng mà trong đó người ta chú ý nhất có hai phán quyết rất quan trọng. Thứ nhất, với phán quyết 5/4, tối cao pháp viện cho rằng sử dụng thuốc để trích trong những án tử hình là hợp lệ, bởi vì hiện nay đại đa số các tiểu bang của Mỹ đều có án tử hình. Và một số người ta phản đối là cái thuốc trích nó vô, nó làm cho người ta dịch, tàn ác quá. Thì giờ tôi cao pháp viện nói là cho đến giờ phút này mấy anh không có được cái hình thức nào khác hơn. Treo cổ thì không được, xử bắn thì không được, bị trích thuốc mà trích thuốc vẫn còn dịch. Thì tôi cao pháp viện nói là cho đến giờ phút này trích thuốc là ok. Thì bên phía cả 5 người chánh án mà được các tổng thống Cộng Hòa bổ nhiệm thì họ vẫn đồng ý với cái chuyện dùng thuốc để trích những án tử hình. Còn 4 người được các tổng thống dân chủ bổ nhiệm thì họ phản đối chuyện đó. Đó là một phán quyết. Phán quyết thứ nhì, tối cao pháp viện cũng ra phán quyết 5/4 luôn, là y cái chuyện mà vẽ các địa hạt hiện nay ở các tiểu bang. Vụ này xảy ra bên Arizona. Ở Arizona giống như ở California trước đây đó thưa quý vị, thì các cái mà vẽ các cái địa hạt mà cho dân biểu thượng nghị sĩ tiểu bang và dân biểu liên bang thì do quốc hội tiểu bang vẽ. Thì người dân họ mới nói này, quốc hội tiểu bang vẽ thì mấy anh sẽ vẽ có lợi cho mấy anh, cứ thắng cử hoài. Không được.
thôi bây giờ phải lập ra ủy ban độc lập do người dân đứng đầu đó, nhưng mà các anh bổ nhiệm đó. Thì cuối cùng bên Arizona và California họ người dân họ đồng ý làm chuyện đó. Thì sau khi vẽ xong, bây giờ cái bên vẽ xong, ủa sao cũng vẫn không có lợi, thì họ mới thưa lên tối cao pháp viện, họ nói là cái quyền vẽ lại các địa hạt phải nằm trong tay quốc hội tiểu bang chứ không phải nằm trong tay người dân. Thì hôm nay tối cao pháp viện ra phán quyết 8-4 là no. Hiến pháp có viết luôn, người dân có quyền tước cái quyền này của quốc hội tiểu bang nếu quốc hội tiểu bang làm không đúng. Thành ra cái y án này là bên California và bên Arizona vẫn y như vậy, và nó sẽ cũng là một cái tiền lệ cho những tiểu bang còn lại trong cái chuyện chia địa hạt. Quý vị biết chia địa hạt nó quan trọng vô cùng cho đời sống chúng ta, bởi vì ông Lâm mà ông vẽ, ông sẽ vẽ có lợi cho ông thắng hoài, ông Đỗ Dũng không bao giờ thắng hết. Vẽ theo kiểu mà con tắc kè thôi, vị. Lấn vào chỗ này miếng, lấn vào chỗ kia miếng để lấy cái số cử tri có lợi cho mình. Đã. Ví dụ 100 cử tri đi bầu ông đó, ông Lâm vẽ làm sao chỉ lấy cái là 55 cử tri thôi. Là đủ ăn rồi. 45 cử tri đi chỗ khác chơi. Mày nằm trong district tao nhưng tao không care mày. Thế như thế nào đối với 45 người còn lại sẽ không bao giờ được hưởng cái gì hết. Mà ông Long chỉ làm hài lòng 55 người kia thôi. Rồi ông Long lại vẽ cho vợ ông Long thêm cái district khác nữa. À đó, đó. Cũng chỉ lấy 55 người trên 100 người thôi, không cần lấy nhiều. Bởi vì nếu mà ông Long mà vẽ mà lấy hết 100 người bên này á, thì coi như ông Long dư. Dư, thấy không? Đó là cái cách mà thưa quý vị, đúng như Long nói, lập pháp là chuyện. Nhưng mà con người ta lợi dụng luật pháp để làm chuyện này. Thì sáng nay tối cao pháp viện đưa ra một số phán quyết, nhưng mà hai phán quyết đó rất quan trọng. Thứ nhất về cái thuốc trích trả tử hình, thứ hai là y nguyên cái chuyện mà các ủy ban của người dân độc lập có quyền vẽ cái địa hạt để chia địa hạt cho các vị dân biểu ở tại tiểu bang cũng như liên bang và các thượng nghị sĩ tiểu bang. Xin chào. Anh Dũng làm khó tôi quá. Anh nói tôi phải vẽ tới 55, tôi chỉ vẽ tới 51 là đủ rồi. 55 cho chắc ăn, tại nó có sai số. 51 là tôi đủ ăn, 49 dạ. Rồi thưa quý vị. Dạ. Đó là vấn đề của dân chủ, là có nghĩa rằng là chúng ta ở dù cái phe chúng ta là 49 người, nhưng mà phe bên kia 51, vâng. Chúng ta phải chịu under cái là đa số. Vâng. Chúng ta phải phục tùng cái khối đa số, đó là vấn đề dân chủ. Và qua cái chuyện này, thật sự chúng tôi muốn đi nhanh qua chuyện này, nhưng mà vâng. Thật sự cái chuyện này nó liên quan đến rất nhiều chuyện mà quý vị phải để ý trong cộng đồng Việt Nam. Vâng. Như là ngày trước chúng ta chắc nhiều người không để ý rằng là cái khu vực bỏ phiếu của trong cộng đồng Việt Nam ở tại khu vực Lý Đô Sài Gòn cũng đã bị vẽ đi vẽ lại. Và cái sự vẽ đi vẽ lại này chúng tôi không muốn nói, nhưng mà phải nói một cái từ là họ cũng muốn chia cái cộng đồng Việt Nam tản ra. Đúng để thế. Không có người Việt Nam bầu cho cái người Việt Nam để trở thành những cái vị trí cao hơn ở trong cái khu vực này, và người ta đã làm chuyện đó. Bởi vậy cho quý vị chúng ta thấy rằng là không có cái cuộc chơi nào mà gọi là cuộc chơi nào mà chúng ta dùng cái chữ mà công lý và chân lý đây hết. Không có. Cuộc chơi là mình phải tìm mọi cách để mình giành phần thắng cho mình. Và trong cái chuyện mà vẽ lại cái chuyện này thì thưa quý vị, đây là một cái chuyện khác mà các cử tri Việt Nam cần nên hiểu thêm về cái trò chơi ở tại Hoa Kỳ. Quý vị đừng có nghĩ rằng là khi ra chúng ta bỏ phiếu là chỉ bỏ phiếu xong rồi đếm phiếu. Nhưng mà trước khi bỏ phiếu, đếm phiếu, nó có cái setup thưa quý vị. Cái setup đó là theo vô cái phe nào đó là đương nhiên cái phe đó nó thắng rồi. Đó, cho nên thêm một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải hiểu. Cái trò chơi này là đều có những chuyện ăn gian bằng sao. Chắc chắn. Và cái chuyện này gây tranh cãi mà nó thẳng luôn là nó kỳ thị luôn. Và ăn cướp luôn. Ăn cướp luôn. Quý vị biết tại sao ăn cướp không? Tôi kể quý vị nghe. Quý vị đi làm, quý vị đóng thuế giống như người bản xứ. Ai đóng giống nhau hết, ngoại trừ người trốn thuế, tôi không kể. Mình đang nói là công dân đàng hoàng, đóng thuế như nhau. Nhưng khi đi bầu đó, tôi nằm trong cái địa hạt mà tôi thành thiểu số. Thưa quý vị, tôi đi bầu tôi sướng, nhưng mà thực ra lá phiếu của tôi không có giá trị. Không có giá trị là bởi vì sao? Tôi nói ví dụ vùng Little Sài Gòn này, thưa quý vị, hiện nay nó thuộc 4 địa hạt quốc hội. California có 53 cái địa hạt quốc hội ở trong tiểu bang này. Nhưng vùng Lido Sài Gòn tới 4 địa hạt. Tại sao 4? 4 nhưng mỗi thằng nó liếm vô có miếng thôi. Địa hạt của ông dân biểu Dana Rocker, địa hạt của bà dân biểu Lota Sanchez, địa hạt của ông Alan Lowenthal và địa hạt của ông Ed Royce. Ông Alan Lowenthal mới đây năm 2010 họ tạo ra cái địa hạt đó. Quý vị biết sao? Ở trên Long Beach tự nhiên liếm miếng xuống Lido Sài Gòn ở dưới Orange County. Cái địa hạt đó trước đây nó nằm ở Los Angeles County, tự nhiên nó liếm miếng xuống Orange County để làm gì? Thành ra đó, cộng đồng Việt Nam, thay vì nếu họ vẽ một cái district trong đó bao gồm nhiều người Việt Nam, thì chúng ta có một dân biểu liên bang, chắc chắn 100%. Chắc chắn, bây giờ chúng ta bị chia làm 4 miếng nhỏ, thì 4 miếng nhỏ nằm trong cái miếng lớn đó, chúng ta sẽ không có quyền.
Thành ra lá phiếu của chúng ta đi bầu đó, về mặt toán học nó không có giá trị, trong cái tiền vẫn đóng đủ. Khi một ông dân biểu, hòa dân biểu nhận tiền từ liên bang về, chúng tôi đưa cho ai? Trong trường hợp ông Long chỉ đưa cho 51 người mà bỏ phiếu cho ông Long, rồi 49 người kia đi chỗ khác chơi. Và điều này cũng đã từng được ông Mitt Romney khẳng định trong một cuộc gây quỹ ở Miami năm 2012. Tôi không kè cái phần thanh toán đó. Quý vị thấy chưa? Nói gì nói, cho nên quý vị vẫn phải đi bầu. Nói vậy không nghĩa là đừng đi bầu. Phải đi bầu và đi bầu. Đó đương nhiên. Nhưng để chúng ta hiểu và chúng ta đấu tranh cho cái cộng đồng của chúng ta. Cộng đồng nào họ cũng làm ấy. Cộng đồng mới đen thưa quý vị. Họ cũng bị như vậy thê thảm bao nhiêu năm. Anh Long có biết ngày xưa California họ từng vẽ cái địa hạt như nào không thưa quý vị? Cái này là có thật luôn. Họ vẽ một địa hạt mà hai miếng đất nó nằm ở xa nhau, nhưng nó giáp bờ biển. Mấy ông vẽ nói sao? Người ta thưa bảo, ủa, hai miếng này nó đâu nằm gần nhau, nó đâu có sát nhau đâu, mà tại sao một địa hạt? Bảo không, theo hiến pháp quy định là nó liền bằng đất và bằng nước. Thế thì bây giờ cái bờ biển, miếng đất này nó liền với nước biển Thái Bình Dương, nó ăn xuống đây nó thành một địa hạt. Quý vị thấy không? Người ta diễn giải đến độ như vậy. Bởi vì ta lấy cái địa hạt nó hai miếng nó có lợi cho người ta, còn cái miếng lấy kế bên mà liền nó không có lợi. Đó là cái điều chúng ta cần phải biết. Thành ra cái chuyện này nhân tiện chúng tôi định nói sơ qua về phán quyết này, nhưng mà phán quyết là rất quan trọng. Quý vị cứ để ý, cứ 10 năm họ kiểm kê dân số một lần, thống kê dân số một lần, và họ dùng những cái đó để họ vẽ những cái địa hạt có lợi cho cộng đồng họ. Vì sao có lợi? Là sao họ vẽ được? Bởi vì họ có đại diện ngồi trong cái chỗ vẽ, họ có đại diện ngồi trong quốc hội bổ nhiệm những người vẽ. Việt Nam chúng ta không có, chúng ta sẽ bị hoài. Như Liên Sài Gòn hiện nay thuộc bốn đơn vị, quý vị có thể tưởng tượng không? Làm gì nhau bây giờ? Nhìn Long, chúng ta phải chơi sao đây? Nhìn Long. À, chúng ta thứ nhất, quý vị, bắt buộc chúng ta phải làm sao để thay đổi cái chuyện này bằng cách, anh Dũng nói một chuyện, chúng ta phải đi bầu thật là đông. Để làm gì? Để trong cái danh sách mà khi người ta đếm, ở trên khi người ta thống kê, người ta thấy cái lá phiếu Việt Nam rất là đông. Để người ta phải suy nghĩ rằng, cái lá phiếu này chúng ta phải tính chuyện như thế nào cho cái lá, những cái người cử tri này phải có những quyền lợi nào đó cho họ. Và từ từ đó chúng ta mới tạo ra một cái thế đoàn kết để từ từ đưa những cái người mà gốc Việt Nam của chúng ta vào các vị trí mà chúng ta cần thiết. Vâng, vị trí đó là cái vị trí có quyền bổ nhiệm cái người mà vẽ cái địa hạt đó. Exactly, thì những người các vị mà dân cử gốc Việt sẽ bổ nhiệm những cái người vào cái ủy ban, chúng tôi dùng chữ là độc lập nhé. Vâng, để mà vẽ lại những cái khu vực như thế mà có lợi cho người Việt Nam. Chuyện này chúng tôi lại thấm. Xin lỗi Long, chúng ta phải có cái người đại diện chúng ta trong cái quốc hội mà bổ nhiệm cái người trong ủy ban vẽ địa hạt có lợi cho cộng đồng Việt Nam, nói thẳng luôn. Và cái này tôi lại thấm thiết cái lời mà anh Dũng hay kể về cái ông cựu dân biểu mà là cựu bộ trưởng bộ giao thông. Vâng. Chúng ta muốn làm một, chúng ta muốn làm món ăn hay là chúng ta là người thực khách? Nếu mà chúng ta giao hết mọi quyền cho người khác thì người ta chỉ nhìn chúng ta và người ta, một là người ta gắp chúng ta, người ta bỏ vào miệng, người ta ăn. Còn không, còn nếu chúng ta làm hết mọi chuyện thì chúng ta sẽ là người ngồi, chúng ta sẽ là thực khách lựa các món ăn nào cho chúng ta. Và chúng ta đó là cộng đồng chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy thêm đằng sau cái cuộc chơi mà bỏ phiếu dân chủ, thưa quý vị, nó có thêm một cái chuyện mà có lẽ từ xưa đến giờ chúng ta ít ai để ý, là chuyện set up cái game. Quý vị biết là khi mà chúng ta được hay nói với nhau là gì? Vô thế rồi là thua. Vô thế rồi là thua. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao chúng ta set up, chúng ta tạo cái thế để chúng ta không bị thua. Đó là một khía cạnh khác của trò chơi dân chủ. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình SPTN Morning sáng ngày hôm nay với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Những ý kiến đóng góp xin quý vị email về địa chỉ sptnmorning@sptn.tv. Chúc quý vị một tuần lễ mới nhiều niềm vui và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.